Hai phe biểu tình Ai Cập chống đánh nhau, tin từ Cairo. Người chống và ủng hộ huynh đệ Hồi giáo đã xô xát, ném đá, bom xăng, tấn công nhau ở thủ đô Cairo. Các vụ xô xát đã diễn ra sau khi hàng ngàn người ủng hộ huynh đệ Hồi giáo tập trung bên ngoài tòa thượng thẩm, đòi cách chức những thẩm phán tham nhũng là những người làm việc từ thời Hosni Mubarak. Xô xát đã diễn ra khi một số người biểu tình của huynh đệ Hồi giáo kéo tới quảng trường Tahrir, nơi người biểu tình chống tổng thống Morsi và huynh đệ Hồi giáo coi là địa điểm tập trung của họ. Ít nhất một chiếc xe bus chở người ủng hộ huynh đệ Hồi giáo đã bị đốt. Tổng thống Mohamed Morsi đang căng thẳng với hệ thống tư pháp, nói rằng hệ thống này đã tìm cách ngăn cản mọi cố gắng cải cách dân chủ của ông ta. Không chỉ huynh đệ Hồi giáo, nhiều đảng thế tục chống huynh đệ Hồi giáo cũng đã tỏ ra tức giận hệ thống tư pháp đã cố tình tránh né trừng phạt những người đã có liên hệ trong việc đàn áp người biểu tình chống chế độ Mubarak trước đây.